Cô bán bánh này lâu chưa hả cô? Mười mấy năm rồi hả cô? Dạ. Mà cô thường gánh đi hàng rong như vậy chứ không có cố định một chỗ hả cô? Chồng á, cũng con ngồi đó bán được rồi. Dạ. Có ngồi về bán nè. Dạ. Nó mới lắp kính thành vòng vòng. Wow, hình như cô xếp chuối với bánh xung quanh hả? Sau đó cô đều nước dừa ở giữa hả cô? Wow. Quý vị thân mến, hiện tại hôm nay Futa đang có mặt trên đường Vĩnh Nam thuộc quận 8 quý vị. Khi mà đi ngang qua đây này, Futa thấy có một cô ngồi bán bánh cũng tương tự như là bánh mà có một chị bán ở đường Hưng Phú quý vị. Nghĩa là chị lấy 30 cái muỗng, chị sắp thành cái giếng, chị đắp cái những cái chuối và những cái bánh xung quanh, sau đó chị đổ nước dừa ở giữa. Thì ở đây cô cũng như vậy, nhưng mà cô lại lấy một cái thau quý vị. Thì chuối cũng như là khoai mì và bánh bột bán đây. Thì cô để xung quanh, còn cái nước dừa cô để ở dừa. Nhìn cũng rất là hấp dẫn quý vị. Hồi nãy thì Phu Tha có hỏi cô thì cô nói bán được mười mấy năm rồi. Đây. Nhìn cũng tương tự như là bánh của chị ở Hưng Phú quý vị hả? Từ từ. Cô lấy cho con một phần được không cô? Cô lấy cho con một phần nha. Dạ, phần bánh. Cô lấy đầy đủ được không cô? Được. Dạ. 12 chỗ 10 15. Dạ, cô bán hai giá hả cô? 15 ha. Dạ, cô lấy cho con 15 đi ạ. Bình thường là cô đi từ đoạn đường nào đến đoạn đường nào? Dạ. Mấy cái này là cô tự làm hết luôn hả? Dạ. Ngày mình bán được nhiều không cô? Bán bao nhiêu đây ạ? Dạ. Là bắt đầu là cô đi từ lúc mấy giờ? Đi 2 giờ. Dạ, 2 giờ là cô đi. Dạ. Đây quý vị. Để kiếm chỗ nào ngồi. Dạ, cô có ngồi ở đây không hay là cô đi? À là dạ. Dạ. Nhìn rất là hấp dẫn. À, cô từ sắp xung quanh như vậy luôn hay là có ai chỉ cô hả cô? Có ai? Tới lớn làm vậy không ạ? Không ai chỉ. À, từ nhỏ tới lớn là cô làm như vậy. Dạ. Cũng giống như cái giếng cô ha. Cô sắp xung quanh. Cô đổ ở giữa cho nó thấm đúng không cô? Cho nó thấm. Dạ. Là hấp dẫn, rất là ngon quý vị. Cái gì thôi? Đây quý vị. Bây giờ thì mình hôm bữa thì mình cũng có ăn của chị ở Hưng Phú rồi. Rất là ngon và rất là đặc biệt. Thì xem ở cô đây như thế nào quý vị ha. Cô nói là cái cách mà xếp như vậy thì cô xếp từ lúc mà cô bắt đầu bán cho tới bây giờ. Rất là nhiều nước dừa. Ngon. Thơm mùi đậu phộng quý vị. Rất là thơm mùi đậu phộng. Một phần như vậy thì cô bán 15.000 nha quý vị. Ngon. Hồi nãy thì Phú Tha có đi ngang qua tiệm của bánh của chị hôm bữa quý vị, chị ở Hưng Phú á. Nhưng mà hình như là
chi bán hết sớm quý vị. Tôi đã định ghé lại và ăn, tại vì rất là ngon. Nhưng mà nghe chú xe ôm ở bên cạnh nói là bình thường là chỉ bán tới 5 giờ chiều mới hết. Bây giờ dọn ra thì khoảng là 2 giờ 30 là hết rồi. Thấy rất là sớm quý vị. Nên là Phú Tha rất là thèm. Và tình cờ không ngờ thì hôm nay đi qua, đi lên thêm một khúc nữa. Ở đoạn đường Vĩnh Nam thì gặp cô cũng bán gánh chuối này quý vị. Cũng tương tự như là của chị ở Hưng Phú. Phú Tha cũng dùng luôn. Nó dừa rất là béo. Chuối này rất là chắc quý vị. Chuối rất là chắc. Đây là bánh bột bán. Ồ, ở ngoài nó có cái lạ hơn so với chị ở Hưng Phú này quý vị. Là bánh chuối mà ở ngoài là bột bán. Đó. Rất là lạ. To quá. Nó dai. Ở trong là chuối. Ở ngoài là bột bán. Mà hình như là được làm bằng bột lọc quý vị. Nó dai. Cũng rất là lạ và rất là đặc biệt. Đây là bánh bột bán nè. Hồi nãy là bánh chuối, còn đây là bánh bột bán. Bánh bột bán thì ở trong thì có đậu xanh nè quý vị. Đậu xanh. Đây. Đó. Coi thử xem sao quý vị. Nước dừa thì rất là béo. À. Nếu quý vị có gặp cô ở đâu thì có thể mua và dùm thử nữa quý vị. Cô hai bán ở đường Vĩnh Nam đó. 2 giờ là cô bán, hay cô đi một khúc, cô ngồi một khúc. Đi đến chỗ nào đây, đây là một cái ngã ba. Bên kia là đường Vĩnh Nam và đường Thủ Long. Đó, thì cô ngồi ngay cái góc đấy. Tí nữa thì cô sẽ đi chờ. Mình gửi tiền cho cô trước để cô có đi thì cô đi. Nãy giờ mình ham ăn mình chưa có gửi tiền. 15.000. Chào cô cho gửi tiền ạ. À. Ở bên đây là chén dĩa của cô và đậu phộng. Đậu phộng cô làm nhuyễn rồi. Con cảm ơn cô. Con chúc cô hôm nay bán nhanh hết nha cô. Đi ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Nãy giờ mình quên quý vị.